bàn tay biết sinh ra vàng. Trong thành Xá Vệ có một gia đình quý tộc giàu có. Và một năm nọ, gia đình họ sinh được một bé trai khôi ngô tuấn tú. Đặc biệt là khi mới sinh ra, hai bàn tay bé đã cầm hai đồng tiền vàng. Cha mẹ bé thấy vậy đều cho là điều may mắn. Họ rất vui mừng, lấy hai đồng tiền vàng đó ra. Không ngờ khi mới lấy ra, bàn tay của bé tiếp tục hiện ra hai đồng tiền vàng. Cha mẹ bé lại lấy vàng ra nữa, bàn tay của bé tiếp tục hiện ra hai đồng tiền vàng khác. Vẫn như thế, vàng tiếp tục hiện ra không ngớt. Vì thế, họ đặt tên bé gọi là Kim Tài. Sau khi Kim Tài trưởng thành, xin phép cha mẹ cho chàng xuất gia. Vì sự quyết tâm kiên định của chàng, cha mẹ cậu cũng phải đồng ý. Kim Tài đi đến Kỳ Viên Tịnh Xá. Lúc đó, Đức Phật đang thuyết pháp cho 1.200 vị đệ tử nghe. Kim Tài đến trước Phật, quỳ xuống, xin được làm đệ tử. Đức Phật đồng ý và lập tức cho được thọ giới. Rồi cho lần lượt đến đảnh lễ các vị sư huynh. Lúc quỳ lại, hai bàn tay Kim Tài đặt xuống đất. Mỗi lần đặt tay xuống đều hiện ra hai thỏi vàng. Cứ như vậy, theo thứ tự chàng đảnh lễ tất cả các vị sư huynh. Mỗi một nơi chàng đảnh lễ xong cũng hiện ra hai đồng tiền vàng. Trong một lúc, biết bao nhiêu là vàng đã hiện đầy trước mặt các vị tăng lữ. Sau khi đảnh lễ, Kim Tài về chỗ cuối cùng nhất ngồi xuống, cung kính nghe Phật thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, chàng trở về tỉnh thất tinh tấn tu tập. Không bao lâu, Kim Tài đã chứng được quả A La Hán. A Nan chắp tay hỏi Phật: nhân duyên gì mà hai bàn tay của Kim Tài từ lúc sinh ra đã hiện ra hai đồng tiền vàng, lấy hoài không hết, xài hoài không cạn kiệt? Xin Thế Tôn nói cho chúng con rõ.
Đức Phật bảo, về kiếp lâu xa kia, có Phật ra đời trên thế gian này tên Tỳ Bà Thi. Ngài dùng Phật Pháp dạy bảo nhân dân. Chúng sanh Ngài quá độ đạt được giải thoát nhiều vô số kể, không thể tính đến. Có một hôm, Đức Phật và các đệ tử đang đi trên đường để quá độ cho người có duyên. Lúc đó, nhiều gia đình khá giả đều chuẩn bị tiệc chay để cúng dường cho Phật và Siêu Tăng. Có một ông nhà quê nghèo khổ, không có tài sản gì, hàng ngày sống nhờ vào số tiền nhặt củi. Hôm đó, ông bán hết số củi, kiếm được 2 đồng. Trên đường về nhà, ông gặp Phật và Chư Tăng đi ngang. Trong lòng rất vui mừng và kính phục, ông dùng hết 2 đồng tiền để cúng dường cho Phật và Tăng đoàn. Đức Phật trân trọng tiếp nhận 2 đồng tiền này. Do vì người nhà quê đó bố thí cho Phật cũng tăng, những kiếp sau này bàn tay ông ta đều sanh ra vàng, không một ngày nào ngưng nghỉ. Người đàn ông nhà quê thổi nọ này chính là tỳ kheo Kim Tạng. Vào những kiếp trước, tuy đạo nghiệp ông tu chưa thành, nhưng đã hưởng được vô lượng phước báo. Đến ngày hôm nay, được nghe chánh pháp, tu không bao lâu, tức thời đắc quả A-la-hán. Cho nên, hết thảy chúng sanh phải nên cố gắng tinh tấn, bố thí công đức và trồng nhiều căn lành.